vé bàn bán vé số vô làm đặt giờ người ta giao nè cả nhà. Đi vô đó con cho ba khen phụ với chú nha. Đó, các bạn bán vé số nha, ngày mai là Dung Lùm sẽ khai trương. Giờ này là tối rồi nè, người ta đem dắt tối hả nha. Ừ, cái bạn bán vé số của mẹ đó. À, dạ để đại ngoài cho em đi. Em sắp số vô. Dạ, nhiêu tiền cho anh? 700. 700. Dạ. Có vé số chị nói gái. À, ủng hộ. Đó. Ủng hộ vé số phải không? Dạ rồi, mở hàng cho em đi. Đó, vé số nhóc đó. Rồi đưa cho anh lựa đại đi. Bà chủ phải không? 10 tờ sao? Nãy bà dặn anh ủng hộ mấy tờ? 5 tờ. 5 tờ tới hả? Dặn luôn hả? Rồi 5 tờ nào đấy đi. Em mới bắt đầu ngày mai đổ đồ rồi bán ở đây đó. Nên là lấy cũng lấy từ từ vậy là chưa dám lấy nhiều. Dạ. Anh có 50 ngàn không? Có không đưa đem tiền lẻ thì tại. Rồi, cảm ơn anh nha. Mới xong là anh này mua hàng 5 tờ nha. Cả nhà. Dung Rờ mới vừa mới đăng ký số lên bán rồi cả nhà, bán được mới có 14 tờ thôi. Rồi khách VIP này để nhắn tin vô là mua hết luôn cái thùng giấy số của Dung Rờ. Bữa nay hổm đầy số á, thiếu 100.000 phải không? Với lại bữa nay mua một đống luôn, cắt mất rồi. Một đống luôn. Tổng cộng là khách VIP 350. Quá anh, số dữ thôi nha. Hổm em đi giấy số về mà lấy tiền trả tiền ta không vậy? Mua giấy số hôm nay chưa trả. Anh không thử giấy số. Bữa hôm mình thử thách trên kênh lại vlog, còn thử thách 5 triệu rồi. Hôm nay 350 giảm gì em. Chị mới tới 350. Anh cầm tiền, anh cầm tiền giấy số anh. Bữa nay Dung Lùm gặp khách VIP nè các bạn biết khách VIP này lại không? Gớt nữa cái tờ nó trúng cho chị đi. Thôi nó chơi. Thôi nó chơi. Cả nhà làm chứng nè chú. Số ngược. Rồi số 06. Trời trời ngày mai mà chúng đặc biệt sao trời. Cả nhà Thánh Lầy giờ Thánh Lầy tặng người hai tờ. Là bữa nay Thánh Lầy kênh mới là Thánh Lầy làm kênh mới là ẩm thực chò lá. Chuẩn bị và kiếm tiền mới nhắc thống sọc à. Giờ Thánh Lầy tặng người hai tờ. Yeah. Mua vé số của ai này tặng luôn, giới thiệu luôn chứ đừng cho vui ta bán cái số nổi lên chút. Dung Rờm với thẻ chiếu miền Tây. Dung Rờm thẻ chiếu miền Tây mấy số. Hai chồng mấy số luôn. Bữa nay gặp khách VIP Thánh Lầy vlog kênh ẩm thực chò lá, mua hết trơn nguyên luôn, nguyên thùng số luôn. Sáng lấy khác mua. Vé số sáng mua chịu sổ lấy đồ đường vàng. Vé số sáng mua chịu dục lục lục có ngày cũng vô. Vé số sóc căng chữ rõ với giò. Vé số mua nước xe rò mua sau. 10.000 chẳng đáng là bao. Đến khi trúng số lớn lao vô cùng. Hay quá chứ, chẳng có chân. Số đăng giữ rõ với giò, 10.000 chẳng đáng là bao. Mua tờ xấu mới mau làm giàu. Hay quá, chứ chẳng có chân. Mau làm nghèo chứ đó. Nghĩ sao mua số 3 chữ mấy vậy làm giàu. Mời chú. Có. Trúng hết. Chiều với bao nhiêu, mua tờ xấu mất kêu 1.000. Để tặng người ha. Hai tờ ha. Trời mua hết rồi tặng lại nữa phải không? Tặng người tờ nhưng mà tối nay cầu nguyện này mới bận tiền nha. Thế này mới bận tiền YouTube tài sọ. Mới vừa bật kiếm tiền kênh mới luôn hả? Bây giờ phải tặng áo vàng chứ nè. Áo vàng là được, vàng là có vàng vô. Áo vàng là càng đắng phải không? Ừ. Nó làm cái chuyện phản cho mình. Bây giờ nó nặng nè, nặng kiểu gì nặng muốn lấy giữa nè, khúc giữa nè, khúc giữa gì lắm nè. Bây giờ nặng ra. Lấy khúc nào? Đó. Muốn lấy khúc nào ấy, mời người hãy tờ. Mua gì Phật mai con trúng lô 6 triệu được. Cho hai tờ mà trúng lô 6 triệu. Mời trúng lô 6 ngàn nghỉ khám. Mời trúng lô 6 ngàn nghỉ khám ăn nó bọng mà. Giờ mình không có ham cả nhà ơi, không có bắt chung. Bây giờ mình bắt chỗ một cái đi. Đó, dễ lắm dữ. Cả nhà phù hộ hả? Con này quen quá vậy? Con này quen vậy? Làm gì người ta nói phù hộ. Cả nhà phù hộ. Không, vậy hai nhà bắt luôn. Anh Cường. Bệnh nhân bắt cái số. Vô bắt số mai đi khám bệnh. Số nào có cặp không? Cặp không? Một cặp không ơi chị? Chị bắt số gì chị? Hai tờ. Hả? Chúng hả? Chúng.
chết rồi trời ơi chúng số 88 không lẽ mai tôi đi đó vậy số này nào vậy số này chiều mai sổ đang ngày 17 cơ hội mình nó đó không thật thật thanh lại nó xào rồi đó ôi ông bắt ngay chỗ này 2 tỷ mà ông có đổi hướng nè rồi rồi 12 tờ luôn rồi quá rồi quá rồi bữa nay gặp khách quý xuống quá rồi mai làng chúng số sắm thì mình nghe không có quyền rồi Thái Lan này dở quê hiện nha cả nhà. Hai người chung á anh này. Hai người giờ chung. Quay này là 2 tờ 4 tỷ nè. Rồi. 2 tờ. Muốn bắt chính giữa chính gì cũng kệ. Mình hay xui số phận mình thôi. Số chọn mình. Số. Ừ. Số chọn mình chứ mình không có chọn số. 50-50 hết. Em hai tờ có hai số khác nhau nha. Hai số khác nhau. Vậy là không đúng số này cũng đúng số kia. Chạy cho mình chỗ nào mình lấy chỗ đấy chị ba. Đâu chạy cho mình nè. Mình bắt gì chị? Chị hai tờ rồi. Thôi chị có một tờ rồi. Rớt tính xa, rớt tính riêng. Thôi cho nhiều vậy. Số đầu thôi. Trời có vụ này nữa hả? Cái này thêm nữa nha. Hai tờ hướng nữa. Bây giờ hai tờ nữa hả? Ừ. Thôi chị thấy ở gần à, hai đứa chung chỗ mới chịu. Ừ, đâu là hai tờ chưa? Được đủ hai tờ, coi đủ hai tờ không? Rồi. Anh thả hai tờ. Ừ, đó hai tờ. Số hai tờ lấy số được 4 tờ. Đúng rồi, lỡ vậy trời. Không. Rồi, thêm tờ góp nữa. Nếu mà rút là 4 tờ à, đây thôi vừa. Nè thấy chưa? Nè thấy chưa? Thấy chưa? Thấy chưa? Thấy chưa? Thấy chưa? Hai chồng bán số chúng rồi đừng à. Ở này đừng ai giống hết trơn. Một tờ. Trời ơi. Hai tờ. Anh. Quyền ơi. Anh rút ra số gì anh? Em rút hai đứa giống nhau luôn nè, hai đứa một xương một cặp luôn á. Cặp không? Hả? Cặp không? Hiền ơi. Cặp không? Nha. Bộ Hiền. Nha. Nghe nè. Anh sao? Rút hai. Quá trời. Phải hai nơi cặp luôn nè. Phải không? Nhiều. Hai vé đơn cặp luôn rồi vậy ngày mai. Ngày mai trúng số rồi. Nè, chị rút hai vé một chỗ như một cặp luôn nè. Quay. Hai vòng phải ở tù nè, tắm tao. Vậy. Nè, chị rút hai nè 60 nè một cặp nè. Cái gì? Nhưng mà em trộn nó dính. Số hai tờ. Trộn nó dính, không hết. Cả nhà ơi, cái này mà nếu ngày mai trúng á thì là trời cho nha. Còn nếu mà không trúng thì là trò chơi nha. Ừ. Nha. Hai đại đang rút đi anh, cùng mai nha anh. Trúng mai sắp vợ. Cái anh Hiền trúng thì mai cưới vợ, còn nếu không trúng thì mất vợ. Rồi, đơn giản. Bia. Còn bà. Mà. Cho hai tờ mỗi người hai tờ hết. Bữa nay Thách Lầy mua hết cái giấy số của em luôn, em mới vừa đăng số lên bán thôi, Thách Lầy mua hết luôn á. Sau đó Thách Lầy tặng lại mỗi người á. Em mới chồng phải không? Em đi ngoại tình mướn cái khách sạn. Đâu. Thôi bây giờ rút hết đi chừa lại hai tờ cho chú Lầy 2 đồng rồi xong mình rút. Hay em cầm rút. Đó. Rút bà Gân. Nó, rút gì đó. Người ta ai rút? Ờ sao đó sao bài. Số mà sao bài. Sao tới đồng đắp. Nha, sao có sao. Mình rút đi nè. Chúng đầu một tờ nè, chúng đuôi hai tờ nè, đó, cũng đồng đích. Nè. Nè. Kinh nghiệm với. 20.000 nè, 100.000 nè, 2 tỷ nè. Nè, kinh nghiệm với. Số giống không? 3407. Cái. Em ơi, mấy ông nội coi clip 3407 nè. Cậu luôn kêu là. Và nếu ai trúng a coi mà giờ mà thấy tên này trúng la làng lên.